Một chiếc audio interface thích hợp cho anh chị setup cũng như là tạo ra những bản hit của mình, phục vụ cho công việc live stream, thu âm cũng như là làm nhạc. Vậy thì chiếc audio interface đó là gì? Cùng theo chân mình khám phá sản phẩm đó. Hello, xin chào mọi người đến với kênh của Truyền Hữu. Thì hiện tại trên tay của mình đang cầm đây một chiếc audio interface của Arteria Minifuel 2. Về sản phẩm này thì mình đã chờ đợi khá là lâu để trải nghiệm cũng như là để review cho anh chị. Thì Arteria Minifuel là một trong những thương hiệu đến từ Pháp, nằm trong giao diện Audiofuel từng đoạt giải thưởng của Arteria. Minifuel 2 là một trong những giao diện USB nhỏ gọn thích hợp cho những anh chị nào làm phòng thu gia đình cũng như là thiết bị ghi âm di động với hai tiền khuếch đại đỉnh cao. Minifuel 2 này tự hào về độ lấy mẫu âm thanh trung thực nhất, với tốc độ lấy mẫu âm thanh là 192 Kz, nguồn là 24 bit. Vậy thì cùng mình xem là về ngoại quan cũng như là về thiết kế của chiếc audio interface Arteria Minifuel này như thế nào. Thì điều mình thấy bất ngờ nhất ở hãng Arteria là với thiết kế của cái dây nguồn cũng như là dây lấy tín hiệu ha, Type-C ra USB, nhưng mà ở đây á là bằng vải nha, được làm từ vải đang bao bọc cái sợi dây này, khiến cho cái dây này trở nên bền hơn và rất là bắt mắt nè. Mình thấy nè, đang sợi ha, rồi có màu bạc kim loại ha, thì rất là sang trọng. Không chỉ sang trọng về phần dây cũng như là tinh tế của hãng đem lại, thì về chiếc audio thì như thế nào? Mình thấy nè ha, nhìn thì rất là cơ bản ha, thiết kế đơn giản, cơ bản, dễ tiếp cận với người dùng. Màu sắc thì màu trắng thì ở mẫu Arteria Minifuel 2 này cũng như là những mẫu khác, ví dụ như trên giao diện của Minifuel thì sẽ có 3 dòng chính. Chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ có là Minifuel 1, Minifuel 2 và Minifuel 4. Thì đây là một trong những giao diện của Arteria Minifuel. Về phần mặt trước, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cổng mic 1 và mic 2, cũng như là núm điều khiển volume, một đèn báo tín hiệu flip, cũng như là nút 48V, nút gain của mic 1, nút gain của mic 2. Rồi ở đây có nút Direct Mono, chuyển hướng từ input hoặc là USB, một núm vặn volume tai nghe ha, một giác 6 ly cắm tai nghe ở đây. Còn về thiết kế mặt sau, chúng ta sẽ có là một cổng kết nối nguồn với máy tính, một cổng hub USB cũng như là hai đầu in out của MIDI, cổng output left right ra loa kiểm âm, và ở đây có một cái cóc lóc. Cái này thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm tới. Rồi, logo ha, rất là bắt mắt. Về phần mặt trên, chúng ta thấy nè, thương hiệu Arteria được in hẳn trên mặt trên của chiếc audio interface này. Rồi thì tóm lại, cái ngoại quan mình nhìn ở chiếc Arteria Minifuel 2 này sẽ được những gì? Về ưu điểm, chúng ta sẽ thấy là với thiết kế đơn giản ha, màu sắc thì được sơn màu nhám, rất là mịn, sờ rất là mịn ha. Những cái nút vặn này thì sao? Những cái nút vặn này thì mượt mà không bị rít. Ở những nút bấm có độ đẩy nhất định nha. Về phần nhược điểm thì sao? Riêng màu đen thì chúng ta sẽ thấy sẽ không có vấn đề gì hết ở những sản phẩm này. Còn ở màu trắng này sao? Chúng ta phải giữ rất là kỹ nha, rất là dễ bám vân tay ở cái màu trắng nhám này nha. Khi chúng ta xài mà chúng ta không giữ kỹ thì nó sẽ bị bụi bẩn cũng như là bị bấm dơ đó. Đó là những cái về nhược điểm. Còn về âm thanh như thế nào thì anh chị cùng mình trải nghiệm thử chất âm thanh của Arteria Minifuel 2 này kết hợp với một chiếc micro đây ha, Audio Technica AT2020 với phần mềm Cubase 10.5. Rồi thì bây giờ mình sẽ test ha với lại Arteria Minifuel 2 kết hợp với mic Audio Technica AT2020 phối hợp với phần mềm Cubase 10. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàn, cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay. Và đó là chất âm của Arteria Minifuel 2 phối hợp với Audio Technica
AT2020 cùng với phần mềm Kobi 10.5, thì anh chị cảm nhận như thế nào? Nếu anh chị quan tâm sản phẩm có thể liên hệ số hotline 0383457777 hoặc trực tiếp trải nghiệm sản phẩm cũng như là được tư vấn thêm về sản phẩm thì đến số 8A đường Đình Trung, phường Đình Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Quang Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Nhớ là cho mình một lượt đăng ký cũng như một lượt share, một lượt like. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.